Hôm nay mình sẽ sần bài Em gái mưa chế của hai bạn trong cái nhóm mini anti. Ok, cùng đến với bài vừa mới được ra ngày hôm qua, tối qua, như là tối qua, Em gái mưa chế của mini anti. Ok, sẽ bật bé bé thì sợ bị dính bản quyền thôi. Trong lớp 12A có chàng nam với Thanh Vy. Từ từ, qua đợi tí, mình sẽ lấy cả comment của anh em nữa. Buổi đầu tiên mình reaction một bài hát, chúng ta cùng xem là bài hát này nó hay không nhá. Ok. Tiếu, nghe đầu tiên là tiếu. Trong lớp 12A có chàng nam với Thanh Vy. Vy thân một bạn tên Chi, dù ngồi cách một bàn. Nhìn chung là Chi thích nam, thế nhưng nam cự tuyệt thính môi. Vì nam thích bạn thân của Chi dưới một bàn. Bạn nam có siêu năng lực, có thể quay ngược thời gian, Siêu năng lực luôn, ngày ngày đi đến hiện tại. ngày ngày đi đến hiện tại, nếu mà siêu năng lực quay lại thời gian thì làm đéo, thế đéo là mày đi ở hiện tại nhỉ, quay lại thời gian thì nó phải quay lại, thế đi đến hiện tại, đang hiện tại rồi thì đi quay lại thời gian là cái gì, Mua đều coi một chút trà hơi cho sạn. Vy, thiệt hại 5 lít mỗi tuần, Cả thế tội nhưng nam chẳng nan. nước này 5 lít mỗi tuần á, thì kiểu một tuần như vị chi đi học 6 buổi đi, một cái cốc này gần 100.000 thì nó hơi đắt đấy, thật sự đấy, 100.000 một tuần cốc này hơi đắt đấy, sáng vãi đái tán gái 100.000 cốc. Vì thích đan trường Bài nhưng không biết cao toàn mỹ. cũng chưa hiểu được là cao toàn mỹ liên quan gì đến cái anh đa trường này. Ok, chúng ta sẽ cùng làm tí Google để xem là anh cao toàn mỹ là ai. Bản thân mình chưa biết cao toàn mỹ là ai nhá. Ok, đại gia, ôi đại gia cao toàn mỹ à, thế, như theo Google thì đây là anh đại gia. Ok, xem hình ảnh anh ý như nào. Á đù, hiểu 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 tại tại vì sao lại chế cao toàn mỹ, tại vì anh này cũng đeo kính, nhìn hao hao giống anh kia. Nhưng không không đẹp trai đa trường được. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ tắt Google, Google tiếp, nghe tiếp. Rồi một hôm chợt vì bỗng nhìn thấy bóng hình trong mơ, từ đằng xa một thầy sơ mi trắng lạnh lùng bước xuống, thực tập ngay đúng lớp mình luôn. Em có thai thầy ơi, nhưng Em có thai thầy ơi. Cái câu này là một cái câu mà theo như mình thấy là hiện tại các bạn nữ chỉ cần nhìn thấy anh nào đẹp trai nào đó ấy, cũng đều có một câu là muốn chửa luôn ấy đấy. Mình xem beat VN nhiều, mình thấy các bạn nữ toàn các bần thằng này đẹp trai thế, thì tao nhìn chỉ muốn chửa luôn mày ơi, tàng hết các bạn nữ này vào. Ui mày ơi thầy đẹp trai thế, mày cho tao phối giống không, mày tìm địa chỉ cho tao đi để tao đến xin làm đứa đấy, kiểu ấy. Cả nữ giờ bạo lắm. Ok, chờ tiếp nha. sao thầy lại dạy môn sinh ngay đúng môn mình ngu Ngu nhất thì nhất, thôi phải chịu và thôi. một hôm trời mưa to bạn vì đứng lạnh có gió, dù vì mang đầy đủ áo mưa nhưng vẫn cố tình ném thính. Thầy liền đáp thính sau vài giây, vì ước mơ cả sáng, vì đưa thầy chạy lon ton đi hết luôn Sài Gòn. Đồ mẹ.
đi hết Sài Gòn bằng xe đạp điện, à nhầm, xe đạp ạ, Căng Hải ạ, vãi đái, em ghê vậy. Mình nhớ rõ nhà em Vi ở ngay quận 12 tiếng sau quận 1 nhá. Thế bất nào nó bao nhà ở Củ Chi. Củ Chi ở đâu nhỉ? Quận 1, từ các bạn đợi tí. Bịch lại Google rồi. Quận 1. À từ từ, Google Map, cái này phải Google Map này. Ok, Google Map quận 1 ở đâu nhỉ? Mình chưa từng có cơ hội để vào Hồ Chí Minh. Ok, đây là quận 1. Quận 1 ở Hồ Chí Minh. Ok. Mà đợi tí. Quận 1, đây giờ mình sẽ ghi Củ Chi. À Củ Chi ngay đây. Ok. Bao lâu? Đi ô tô thì hết 1 tiếng 45 phút. Đi xe đạp thì cùng lắm 3-4 tiếng, đéo 12 tiếng, mẹ chị con nhà người ta à? What the fuck? Mẹ thế đéo nào? Từ quận 1 đến Củ Chi, xa vãi cả trưởng ra. Thì đéo, nhưng mà đi xe đạp nó đéo đến nỗi 12 tiếng thì what the fuck? Ok. Hơi sản tí. Đi đây. Tiền đấy để anh nha. Đi đến bẹ tối luôn ạ, phải nổi. Về nhà sau chuyến đi dài, tóc tai áo quần đều ướt, toàn thân đã ướt như chuột. Nhưng mà thế sao cặp vẫn khô? Đã đủ bé. Mình đang hỏi sao cặp vẫn khô à? Bỗng nhớ lại nhớ cơn mưa chiều tầm ta. Chiếc kính 5.000. Mẹ kính. Kính đâu 5.000 đấy mẹ. Xem. Từ từ lại Google mẹ. Đồ bán kính 5.000. Từ từ. Nghe đợi tí. Lại về Google. Ok. Kính 5.000. Kính 5.000 mua ở đâu? Mua ở đâu? Ok. Kính 5.000 mua ở đâu? Vãi đái mẹ, 2.000. Rẻ vậy. Mẹ kính này mình mua 200 mà. Vãi đái. Alo, 500 nữ. Đéo mẹ kính 5.000. Các trưởng. Kính hàng hiệu giá 2.000 đồng một chiếc mẹ. Hiệu đéo mình mua 2.000. Mẹ bố lý. Mẹ đây kính dâm đùa. Đây là kính Trung Quốc. Tiếp tiếp. Vì coi như là vô giá. Vãi đái à, vô giá luôn. Thật ra Vi là học sinh giỏi lý đã nhiều năm nay. Học trong sách vì luôn cố tìm cách thực hành lý thuyết. Này thì tính khóc với cự ly. Vẫn tốc thế rất là hay. Thời gian Vi phi một mạch như bay. Ôi chẳng có một sai số. Ngày nhà giáo cả lớp tới nhà Vi vẽ vời bình bao. Làm về nhà giáo mà sao cứ ngồi gấp chim cò mãi. Ngồi gấp chim cò mãi thế ạ, à, vách cả đái ạ. À. Xe lại quả này. Mà sao cứ ngồi gấp chim cò mãi thế. Vãi ạ. À. Gấp chim hàng giấy mà chim cò à. Định mệnh. Vãi rồi ạ. À. Cái bài hát này hài ra đấy. Rồi cả lớp chúc sinh nhật Vi. Thầy có món quà tặng kèm. Đó chính là chậu sen đá xeo off 20.000. Vãi cất xeo off 20.000, từ từ lại Google rồi. Đá xeo off 2. Chậu sen đá. Chậu sen đá xeo off 20.000. Ok. Lại tiếp tục mở ra. Ok, sen đá xeo 20.000 rồi. Ồ, nếu có. À từ sen đá 20. Để từ tìm sen đá xeo off 20.000. Đầy rồi, có 15.000 mẹ ăn bớt thì báo láo. Báo láo mất 5.000 mẹ. Thế không được. Lại phải Google gõ lại, nếu biết tại sao nó cứ bị mất đi. Ý anh em nhìn nha, có 15.000
Báo láo lên 20.000 thì không được, mất 5.000. 20.000 lòng đang vui thì con chi chạy đến báo thầy đau tim. Ừ, đau tim à? Luôn xe vì hộp tóc phong đến bệnh viện trong đêm. Để lại chỉ đứng đờ đằng ừ, sau. Đéo 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 nó đi theo luôn. Mày đã biết địa chỉ đâu, không biết địa ừ, giờ đéo biết địa chỉ. Những gì vẫn đến được phòng cầm cứu. Tôi thề luôn các ông, con này bác làm việc theo, bố làm Google và ông nội làm gì nhỉ? Làm bộ trưởng bộ y tế mới biết được thằng này nó nằm ở bệnh viện nào ấy. Google Maps nữa chứ. Vay đái đéo cần biết địa chỉ đến được bệnh viện thì giỏi thật. Cháu bác Viettel thì bố là Google, ông nội là bộ trưởng bộ y tế thì thoát thế đéo được. Rồi hay quá. Vừa nhìn vi chỉ vừa nghĩ không biết là người thứ mấy, rồi xô vi ngã ra đằng sau vì đứng hình hồi lâu. Rồi mưa rơi để lại đông thinh, an thịnh an thịnh trong giấc mơ buốt lại. Tội nghiệp vi vậy là ừ, đi là xong mối tình đơn phương. Còn ông Nam mặt buồn thiu nhưng ngỡ trong lòng phấn khích. Không à, mấy cả không à. Để lớn. Vậy ăn cơm thì để con lớn. Thính để mà khôn cho nên là đừng khóc nữa. Trai đã hết được luôn đây. Từ từ các em nhá. Từ từ. Trai đã hết được luôn. Từ từ các bạn đợi tí nha. Ok, sợ fit. Tốc độ 0.5 đi, ok. Ê, giả vờ khóc cái mắt liếc liếc. À, chịu được. Thầy Vũ, thầy à, chịu được. Chia tay chị tóc ngắn vài hôm sau. Người thầy thích là bạn nữ cùng lớp vì 12 á. Sắp hết rồi nên mà mới có hiện cái, nói lây một cái phần bên câu. Này. Nhẹ nhàng tấn công đằng sau hot girl của 12A, tên hot girl Hương Tràm. Lôi mẹ gì à? Từ. Lôi mẹ luôn ca sĩ vào. Từ đầu cuối đọc tên Hương Tràm đâu, tự nhiên về cuối mang mẹ hàng Hương Tràm vào. Ai đã chịu được. Ê, mình đã sắp kênh mày luôn nhưng mà chưa like clip. Ok, mình đã like. Đã thêm vào video thích. Ok, comment luôn. Em làm hay lắm. Ok. Xong rồi. Nhiệm vụ của mình rồi. Các bạn có gì xem qua xem của bạn đi. Bạn tí chế nhạc rất hay. Hãy ủng hộ bạn đi nếu các bạn thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lần đầu mình reaction một bài hát. Ok, cảm ơn các bạn.